Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ phân tích một lá số của một bạn. Thì bạn này có nhờ mình tư vấn cho bạn ấy về cái định hướng sau này. Thì hiện tại cũng đang rất là mông lung, bởi vì hiện tại bạn này đang làm ở trong một công việc đã 10 năm rồi mà hầu như là cũng chưa có sự tiến triển nhiều, vẫn chưa đạt được như cái kỳ vọng của bạn mong muốn. Người ta nói là làm 3 năm thì sẽ là nghệ nhân rồi. Đấy, khi mà mình làm 10 năm mà vẫn chưa đến đâu thì có nên thay đổi hay không? Thì các bạn thấy cái tổ hợp ở đây cung mệnh, bộ sao liêm sát đóng ở cung mùi đúng không? Mệnh có cái tổ hợp của hỏa tinh, có tổ hợp của kình dương, ôm cái vòng của tuế hổ phù. Đây là cái mẫu người mà cái tính tình cũng rất là cương trực, rất là cứng rắn. Thất sát hành kim đi với bộ sao kình dương nữa, hai cái bộ sao kim đi với nhau. Đấy, rõ ràng mình là cái người mà có phần là cứng rắn, quyết liệt. Và cái tính có phần là hơi nóng nảy một chút. Thất sát kim đấy hỏa đi với bộ sao liêm trinh này, lúc nào con người ta cũng kiểu như là mình tự tạo cái áp lực cho mình. Thế nhưng mà cái mẫu người này làm việc đấy, họ có một cái năng lượng rất là lớn, rất là xông xáo trong mọi việc. Các cái tính hỏa nó thể hiện cho cái năng lượng con người ta rất là nhiều. Có cả cái bộ sao hỏa tinh đóng một cung mệnh nữa. Hỏa tinh ở đây nó thể hiện cho cái tham vọng, cái đam mê của con người. Nó luôn luôn nó tồn tại ở trong con người. Nó là cái ngọn lửa cháy âm thầm. Nó không giống như cái ngọn lửa của địa không địa kiếp, cháy một lúc rồi tắt. Cái ngọn lửa của hỏa tinh mang cái tính âm ỉ. Thế nên là con người ta có một cái đam mê, luôn luôn là có một cái tham vọng trong người. Và cái tổ hợp của người thất sát là cái mẫu người mà có những cái tham vọng rất là lớn. Luôn luôn là người ta nghĩ đến những cái lớn. Có thể là bình thường người ta làm ở trong những cái môi trường nhỏ, đó chỉ là những thời gian mà người ta gọi là nhẫn nhục chịu đựng thôi. Vẫn hướng tới là những cái rất là lớn. Thì trong cái tổ hợp của thất sát thì cung phụ mẫu nó luôn luôn là một cái thế mà nó vô chính diệu. Thế nên là thường là đấy, những người cấp trên, những người sếp của mình đấy, đôi khi là mình không cảm thấy được cái sự nể phục. Người ta không làm cho mình cảm thấy được là người ta giỏi. Thế nên là xu hướng cái người thất sát này, người ta thường làm ở một nơi nào đó một thời gian, người ta cũng sẽ lên làm với người điều hành. Đấy, xu hướng là người ta sẽ vươn lên, xu hướng người ta thích cái sự tự do, người ta muốn là cái người mà quản lý, nắm quyền. Và khi mệnh mình thì có tổ hợp thất sát thì cung quan lộ nó luôn có cái tổ hợp của sao phá quân. Ở đây may khi mà phá quân nó gặp tuần, phá quân hãm gặp tuần thì nó thể hiện cái sự bó buộc. Nó làm cho cái mẫu người này đấy, mặc dù người ta rất là muốn thay đổi cái tính phá quân mà lúc nào cũng muốn là bung ra ngoài, lúc nào cũng muốn làm những cái điều nó khác biệt, cái năng lượng nhiều. Thế nhưng khi gặp tuần nó thì bị bó lại. Nhưng mà tuần thì có một cái nó làm cho con người ta ở trong cái trạng thái an toàn hơn. Nó làm cho chúng ta ở cái thế mà an nhàn hơn rất nhiều. Nếu mà để cái bộ phá quân hàm địa này đó, thì cái cách con người ta bôn ba, lao lực, cách con người ta thay đổi công việc rất là nhiều. Nhưng mà cái sự thay đổi đó nó mới chính là bản chất của bộ phá quân. Phá quân là phải thay đổi thì mới hoàn thiện được. Mỗi người tiền trở hậu thành, thanh niên lận đận về giá mêm. Còn khi mà phá quân bị bó lại, đó gọi là tướng bị nhốt ở trong cũi thì thường là nó sẽ không phát triển được. Và người ta âm thầm làm như vậy thì nó cũng công danh nó không cao. Phá quân thì nó không thiên về công danh. Phá quân ở đây nó thiên về những cái công việc liên quan đến những cái thành quả mình đạt được là bao nhiêu. Cái kết quả của mình đạt được bao nhiêu thì mình hưởng thụ bấy nhiêu. Thế nên là khi mà mình đặc biệt làm trong những công việc mà làm công ngân lương, làm hành chính công vụ đó thì nó không hợp cách với cái bộ sao phá quân lắm. Mặc dù tuần ở đây nó sẽ hãm cái bộ phá quân lại trong được cái thời gian đầu. Thế nhưng mà về sau thì cái tính của phá quân nó cũng thường là không chịu được cái sự bó buộc đó. Kiểu gì thì người ta cũng sẽ phải bung ra ngoài thôi. Và đặc biệt là khi mà cái tổ hợp cung tài bạch của mình ấy, nó có cái tổ hợp của tử vi tham lang nhưng mà lại gặp triệt này. Đấy, tham lang gặp triệt thì tốt, thế nhưng mà tử vi gặp triệt thì lại không hay. Tử vi gặp triệt thì giống như ông vua mà mất ngôi vậy. Thế nên ở đây là cái cách mà người ta có thể thường là làm ở trong một cái cơ quan tập thể trong một thời gian dài, tử vi cư đài mà. Đấy, người ta rất muốn phấn đấu lên một cái chức vụ nào đó để người ta lấy được cái tiền lương nó xứng đáng. Thế nhưng mà khi mà tử vi gặp triệt, rõ ràng là cái tiền lương của mình nó đạt được nó không xứng đáng. Và đi thêm cái tổ hợp của tham lang nữa, tử vi đi với tham lang là cách đào hoa phạm chủ. Tham lang là đào hoa, tham lang là cái bộ sao nó dễ gây cho con người ta cái sao nhãng đi. Tham lang cư tài người ta có nhiều cái cách kiếm tiền lắm. Thế nên là người ta cũng hay thích đầu tư này, đặc biệt là khi tham lang đi với bộ sao tiểu hao. Tham lang ngộ hao một nhà mà cầm vàng nhịn đói, lệ nhỏ miếng ăn. Kiểu gì người ta cũng sẽ dính đến vấn đề về đầu tư hay là chơi bời ở bên ngoài.
cờ bạc này hay là vấn đề chứng khoán tiền ảo này. Đó, thế nên nó thể hiện cho cái vấn đề mà tiền bạc của chúng ta không được như ý muốn. Chúng ta là cái người mà đứng núi này trông núi nọ. Và cái tổ hợp này rất là khó giữ tiền. Thế nên là nếu mà chúng ta làm ở trong những công việc tự do được, sau này mình ra mình đứng chính một nơi thì rất là hay. Tất người ta sát mà, người ta không muốn bị cái sự bộ gò bó đâu. Người ta không muốn có ai điều hành mình đâu, một mình thôi. Nhất khi đi với cái tổ hợp của Kình Dương nữa. Đấy, nhưng mà mệnh mình có hoa cái này, hoa cái ôm cái vòng của Tuyết Hổ Phù đấy. Người hoa cái thì cái bản năng phụng sự là cái số 1. Đấy, khi mà người ta thấy những người giỏi, người ta sẽ đi theo. Và khi mà người ta vững vàng rồi, người ta sẽ nhảy ra, và tự do người ta sẽ kinh doanh. Cái tổ hợp của sát ba tham là những mẫu người mà khai phá, cái mẫu người khai mở đó. Thế nên là khi mà mình về đúng cái vị trí của mình thì nó phát triển nó hay hơn. Phá quân nó bị tuần ấy. Phá quân mà nằm một chỗ, nằm im một chỗ ấy, thì cái thế mà người ta sẽ không phát triển theo cái đúng cái hướng của người ta. Phá quân gặp tuần gặp triệt, thực ra nó cũng không hay đúng không? Nó đi đúng cái bản chất của nó thì nó sẽ phát triển rực rỡ. Còn khi mà bị tuần lại thì rõ ràng tướng mà bị cho vào làm trong văn thư thì rõ ràng là cái thành quả, cái năng suất nó không được cao. Người ta là cái nghề, làm cái nghề gì, sinh ra vốn là cái gì, người ta làm cái nghề đó thì sau này cái thành tựu của người ta nó sẽ lớn hơn. Đặc biệt là khi mà cái tổ hợp mà cung tài triệt không, cung quan tuần không, thực chất đây hai là hai cái bộ sao không. Hai cái bộ sao không nó cũng nói về người ta là cái mẫu người mà hơi mông lung về cái cuộc sống, mông lung về cái công việc, mông lung về cái cách kiếm tiền. Các cái bộ không nó bao phủ thế này, thế nên là người ta sẽ làm theo cái quán tính. Đấy, và người ta thường là làm theo cái xu thế của thời đại. Thế nên là đôi khi là người ta thay đổi, người ta cũng không biết là nên thay đổi cái gì. Và người ta không biết là mình nên đi theo cái gì. Đó là cái chết của cái tổ hợp không nhiều, nó đóng vào tam hợp mệnh của mình. Và mặc dù là mình muốn, rất muốn là xoay chuyển, thế nhưng mà không biết là mình sẽ đi đâu về đâu. Đó, cái tổ hợp thất sát thì luôn luôn là người ta muốn bung ra ngoài. Đấy, luôn luôn là muốn tự chủ, muốn tự do. Cái thế thất sát Kình Dương đó mà, cái mẫu người mà độc lập, tự chủ. Thế nên trong công việc người ta cũng sẽ là cái người mà tự chủ, hầu như là cũng không cần sự giúp đỡ của ai cả. Người ta có thể là tự hoạt động một mình được, tự làm một mình được. Cái tính tự lập của cái bộ sát ba tham cực kỳ cao. Thế nên là sẵn sàng là người ta muốn ra, người ta có thể ra được ngay. Thế nhưng mà đấy, do cái tính của thất sát luôn luôn người ta nghĩ rất là xa. Thế nên là khi mà người ta phải có một cái con đường phía trước, đấy, có những kế hoạch phía trước, thì người ta mới bắt đầu là người ta ra. Cái tầm nhìn 5 năm, 10 năm, tầm nhìn người thất sát rất là xa, luôn luôn để cho mình một cái con đường lui. Đó là tổ hợp thất sát. Thế nên là khi mà chưa thấy cái sự ổn định là đấy, cái ông này ông sẽ không ra đâu. Chưa thấy một cái cơ hội nó ngon ngon một chút là chưa ra. Cái tính thất sát vẫn là cái mẫu người tính xa, cẩn thận, chiến chu. Mà tính là sẽ làm đấy. Mà khi mà người nào đâm lao là sẽ theo lao, mặc dù là cái đó sai lầm nhưng mà vẫn sẽ theo. Đó là cái tính cố chấp đấy. Một khi mà theo là sẽ theo đến cùng. Thế nên là thất sát thì đôi khi là hơi do dự. Thế nên là cần một cái gì đó nó xông xáo hơn. Mình hãy lao vào để làm, hạn chế bớt cái suy nghĩ đi. Đấy, lao vào thực tế làm luôn thì nó hay. Nó sẽ cuốn theo cái vòng xoáy, mình sẽ đi theo cái quán tính đó, mình không dừng được. Nó là thế của thất sát, đôi khi cần cái người đẩy mình đi. Và khi mình đi rồi thì mình sẽ lao theo, không dừng lại được, là cái thế thất sát. Và trong cái đại vận này của bạn ấy, thì đang là cái đại vận 32. Cái đại vận có tổ hợp của cự môn hóa kỵ, tổ hợp của thiên không, có cả bộ sao thiên hình nữa. Thế nên nó thể hiện đây là một cái đại vận mà rất là khó khăn. Đại vận có tổ hợp của thiên hình. Thiên hình nó giống như một cái khuôn khổ vậy. Nó là những cái luật lệ, nó là những cái nguyên tắc, nó là cái khung, cái hộp vậy. Mình chỉ được làm trong những cái khuôn đó thôi, cái phạm vi đó thôi. Có cả hóa kỵ, hóa kỵ đây nó thực ra nó là cái sự kiểm soát. Cự môn nó cũng là cái sự giám sát. Hóa kỵ là sự đào thải, sự cẩn thận. Thế nên là trong cái đại vận này vừa có kỵ và có hình. Rất nhiều thứ nó vây quanh mình, nó làm cho mình khó khăn hơn. Cái công việc của mình đấy, nó cũng yêu cầu là cái sự mà chính xác, cẩn thận, tuyệt đối hơn rất nhiều. Và những cái yêu cầu của cấp trên, của sếp mình nó cũng cao hơn. Thế nên là trong đại vận này làm sai một cái gì đó sẵn sàng là bị trả giá ngay. Thế nên là trong đại vận này thì mọi thứ khó khăn. Nhưng mà nó có cái tổ hợp của thiên không này. Cái đại vận thiên không là cái thời gian rất là thích hợp để mình có thể thay đổi, xoay chuyển được. Các cái trong cái vùng không mà rõ ràng là
nó mang cái tính nó mờ ảo và chúng ta không xác định được. Trong cái đại vận đó chúng ta quay xe đấy và chúng ta chuyển sang một con đường khác thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Vốn trong cái đại vận không thì thường là chúng ta chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm thôi. Và cái trong cái tổ hợp không thì rõ ràng chúng ta không nên mưu cầu nhiều quá về vấn đề tiền bạc đấy. Chúng ta càng mưu cầu nhiều thì nó càng trong cái trạng thái là nó sẽ xa rời chúng ta thôi. Đó, trong đại vận không cứ cống hiến hết mình đi đấy, chúng ta lao ra chúng ta làm. Không, ở đây nó thể hiện là những cái mới mẻ, những cái bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta là cái người mà tay trắng, ở đây có nghĩa là có thể trắng trắng tay về cái vấn đề tiền bạc. Thứ hai là vấn về về chuyên môn hay là kỹ thuật của chúng ta. Chúng ta đi từ con số không, đó là cái đại vận thiên không. Không có gì trong tay và chúng ta đi, đó chính là thiên không. Trong cái thế không có gì thì chúng ta sẽ có được kinh nghiệm. Còn chúng ta cứ chấp niệm là kiếm được nhiều thì càng lấn sâu vào thì càng mưu cầu nhiều thì càng khó đạt được. Thì tổ hợp của thiên không nó thể hiện cho những cái rất là khó lường, rất là mờ ảo. Trong đại vận này có cái tổ hợp phong cáo này, đi với thiên hình. Thì phong cáo ở đây, thiên hình nó cũng thể hiện cho vấn đề mà phong cáo nó tượng cho cái giấy tờ. Thứ nhất là nó thể hiện cho cái vấn đề về những cái hợp đồng hay là những cái giấy tờ của mình đã, nhưng lại cắt đứt hợp đồng này đấy, thì nó cũng thể hiện nếu mà bạn muốn thay đổi công việc thì đây cũng là cái thời gian tốt mình có thể là dứt điểm được. Trong đại vận thiên hình, đại vận thiên không này, mặc dù trong đại vận này sự mà cạnh tranh rất là nhiều đó, mình ra ngoài thì rõ ràng thì cái vấn đề về tranh đấu cũng nhiều đấy. Trong cái đại vận này, cái cung quan của đại vận nó rơi vào cái cung phụ mẫu, ở đây nó vô chính diệu đấy, mà nó có phục binh, nó có thiên diêu nữa. Thế nên là chúng ta cứ yên ổn làm trong cái công việc này thì thường là nó cũng không lên cao được, vì kết hợp phục binh trong cung quan đó. Mình là cái người đi phục tùng người ta, đi phục vụ người ta đấy, đi thêm cái tổ hợp của diêu nữa. Diêu nó thể hiện cho ở đây nó thể hiện cái sự mờ ám. Diêu nó thể hiện cho các bộ ám tinh, nó làm cho cái đường công danh của chúng ta không lên được, chúng ta không tập trung được, chúng ta dễ sao nhãng hơn. Diêu đi với văn xương văn khúc, chúng ta phải làm những cái công việc nhỏ, những công việc lặt vặt này, đôi khi phải chạy theo để giúp đỡ người ta, chạy theo phải đi phục vụ người ta. Đó, sai những cái việc lặt vặt, phục binh đóng cung quan, mang cái thế là nhẫn nhục, chịu đựng, đợi thời. Thế nên là trong cái đại vận tam hợp của thanh phi phục này, cái đại vận mà chúng ta phải nhún nhường rất là nhiều, có hóa kỵ này, có bộ thiên hình này đấy, thế rất là khó khăn rồi. Thế nên là trong đại vận này có thể là chúng ta thay đổi một chút. Cái tổ hợp của thiên không thì nó cũng thích hợp là cái lúc mà chúng ta thay đổi được. Và hệ thống cung tài của đại vận này thì cũng khá là ổn. Thái dương đi với đào hoa với bộ sao linh tinh. Thái dương thì nó vốn nó chủ danh tiếng rồi, đúng không? Thái dương nó chủ cái sự lan tỏa. Chúng ta càng cống hiến nhiều thì cái tiền bạc của chúng ta nó càng nhiều thôi. Có tổ hợp của đào hồng đóng ở cung tài bạch nữa, nó đại diện cho cái nhiều cái cơ hội đến với chúng ta hơn. Đấy, ví dụ như chúng ta dùng cái tài năng, cái tài lẻ của mình để kiếm thêm được các khoản thu nhập khác này. Có văn khúc chiếu về hệ thống của cung tài bạch này, nó thể hiện là dùng cái tài năng, cái tài lẻ của mình để kiếm tiền đấy. Nhưng mà cái tổ hợp khi mà thái dương hãm đi với linh tinh thì nó cũng hơi vất vả đấy. Nhưng mà tiền bạc thì cũng tạm ổn thôi, công danh thì nó không tốt lắm. Phục binh thì vẫn là cái thế mà phục vụ người khác, phục tùng người khác thôi, khiêm nhường, cúi luồn cúi trước người khác. Sang cái đại vận sau thì một đại vận nó cũng khó khăn. Đại vận tử vi tham lang mà gặp cái hệ thống của triệt, tử vi gặp triệt là ông vua mà hết thời, ông vua là phải đi chạy loạn, mất ngôi mà. Tử vi gặp triệt, thế nên là trong cái đại vận đó thì thường là nếu mà mình nhảy ra ngoài mình làm riêng này cũng được thì ổn hơn. Thế còn nếu mà làm trong đấy thì vẫn cái thế là cái công danh hay là cái sự nghiệp nó vẫn như vậy thôi, không thể thăng tiến lên nhiều được. Trong cái đại vận đó là còn liên quan nhiều đến vấn đề về tiền bạc nữa, đầu tư hay là chi tiêu ở bên ngoài nhiều nữa. Đại vận tham lang mà, đại vận có cái bộ sao phúc tinh ấy. Nói chung là cái đại vận tham lang là cái đại vận vui rồi đó, liên quan đến nhiều cái thú vui thú chơi này. Đại vận đó thì rõ ràng là con người ta ham vui ham chơi, thích hưởng thụ hơn. Đại vận tham lang thì người ta thường là vừa làm vừa chơi thôi, vừa làm vừa hưởng thụ. Đi với cái bộ sao tử vi nữa, tử vi gặp triệt, thế là công danh người ta cũng không được. Thế nên là cái tính người ta sẽ không phấn đấu được,
Nên là nếu mà làm trong các cái môi trường tự do thì nó sẽ mang cái tính tham lang, cái bộ sàng ngoại giao cực kỳ tốt. Đó, khả năng tham mưu chiến lược đấy, và lên cái kế hoạch hoạch định rất là tốt. Đó, nó thể hiện được cái sự tự do, cái tổ hợp mà gặp cái bộ của triệt không. Triệt không nó cũng liên quan đến cái sự mà tự do, hay là nó thể hiện cho cái không gian riêng đấy. Mang cái tính chất đó thì rõ ràng tổ hợp tham lang thì sau này mình có thể tự do ra bên ngoài rất là hay. Khi mà tử vi gặp triệt rồi, phấn đấu thì công danh nó cũng không lên được, và cái năng lực của mình nó không được trọng dụng. Về cái hạn của năm nay thì năm nay năm Mão, vậy là lưu thái tuế nó nhập vào hệ thống của cung tài bạch. Ở đây thì thái tuế nó gặp bộ hao này. Đấy, nó liên quan đến vấn đề về hao hụt tiền bạc rất là nhiều. Mình là cái người mà phải chủ động bỏ tiền bạc ra. Đấy, và năm nay thì năm tham lang mà. Năm tham lang thì năm thường là liên quan đến các cái thú vui, thú chơi nhiều, khó tập trung vào trong công việc hơn. Năm nay tử vi thì gặp triệt rồi, thế nên là đường công danh của mình trong năm nay thì nó cũng không ổn lắm đâu. Đấy, không tốt. Và năm nay thì không được trọng dụng. Đấy, và năm tham lang thì một năm để chúng ta hưởng thụ, một năm để chúng ta vừa làm vừa chơi. Năm tham lang là cung phúc thôi, được mỗi cái là vui thôi, nhưng mà tham lang thì hơi khó để tập trung vào để kiếm tiền được. Tham đi với hao, năm nay vấn đề tiền bạc khó giữ lắm. Năm nay thì tiểu vận là năm Mão. Năm Mão thì năm nay rơi vào cái hệ thống cung Thiên Di, có địa kiếp này, có quản tú, có điếu khách này. Thì năm nay liên quan đến cái bộ sao địa kiếp thiên phú thì nó vẫn liên quan đến một số cái vấn đề về đầu tư, chủ yếu là liên quan đến đầu tư về mạo hiểm thôi. Năm có địa kiếp điếu khách thì chi tiêu nhiều vấn đề tiền bạc này, cho mối quan hệ bạn bè này. Đấy, và có điếu khách này, mua sắm, sắm sửa đồ đạc này. Có tổ hợp địa kiếp, phù kiếp thì sẽ liên quan đến vấn đề này. Hay mình sẽ đầu tư một cái gì, hạng gì đó nó mang tính mạo hiểm, cũng rất dễ là xảy ra vấn đề về hao hụt tiền bạc, và rất dễ xảy ra cái rủi ro. Cái thế của phù kiếp đó là cái cách rất là mạo hiểm. Và sang năm năm sau thì ở đây năm Thìn, vậy là lưu thái tuế nhập vào cái đất cung tử tức, có cái bộ sao thiên không, có bộ thiên hình. Năm sau thì mọi việc thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Năm sau thì đó, năm Thìn tiểu vận nó nhập vào hệ thống của cung tả đách, ở đây có bộ triệt không rồi. Lưu thái tuế thì gặp bộ thiên không, còn tiểu vận gặp bộ triệt không. Thì ở đây là hai cái bộ sao không, thường là trong năm nó sẽ có cái thời gian mà mình phải dừng lại. Năm thiên hình nó có cái thời gian mà mình phải dừng nghỉ một thời gian. Đấy, không có công việc, phải ở nhà. Đấy, nó thể hiện trong năm đó thì cái định hướng cũng chưa rõ ràng. Thế nên là trong năm đó thì nếu mà thay đổi công việc thì phải có cái đường, có cái công việc trước đã rồi hãy nghỉ. Không là trong năm đó nó sẽ có một cái thời gian dừng khá là lâu. Năm đấy có cự môn, năm hóa kỵ này, lưu thái tuế nhập vào năm bắt đầu liên quan đến biến thị phi rất là nhiều. Đấy, năm đến kiện tụng nhiều này, năm đến phong cáo thiên hình này, các loại giấy tờ của mình nữa, hay gặp trục trặc này. Đấy, năm gia đình dễ lục đục này, năm cự môn hóa kỵ này, rất là dễ dính thị phi ở bên ngoài, gặp cái bộ thiên hình nữa. Năm đó dính đến giấy tờ về pháp lý này, pháp luật này. Năm đó nhập vào thứ tuế, nhập vào cung tử tức, nên là trong cái vấn đề về con cái đấy, cũng phải lo lắng cho nó. Con cái nó dễ ốm đau này. Nói chung là cái tình hình của năm sau thì nó còn khó khăn hơn năm nay. Thế nên là tốt nhất là mình nên đưa ra một cái kế hoạch cụ thể đấy, và có cái đường lui cho mình đấy, có cái kế hoạch trước thì nó vẫn hơn. Mặc dù năm sau là cái năm không rồi, năm không là năm mọi thứ mình tính nó thì không đi theo cái định hướng của mình. Mặc dù là tính nhiều nhưng không như đi theo cái định hướng được. Thiên cơ nó chính là những cái cơ hội, hóa khoa nó chính là những cái kế hoạch cơ khoa, nhưng mà gặp triệt rồi. Mình tính nhưng mà nó không được như vậy. Bạn này thì cái cung thân của bạn nằm ở cung quan lộ đó. Rõ ràng là cái mẫu người cũng vất vả. Sau này thì công việc đi đâu thì mình đi theo đó thôi. Và thân mình có tổ hợp của vũ phá mà. Đấy, cái tổ hợp thân thì là cũng vất vả đó. Cái thế của mệnh thì nó cũng vất vả rồi, liêm trinh thất sát rồi, đi với kình dương này, toàn phải làm những cái trách nhiệm lớn, nhận những cái công việc nó khó khăn. Sau này thì vẫn trong cái thế mà nó bôn ba. Thế nhưng mà tổ hợp mà vũ phá mà gặp tuần ấy, thì nó lại mang cái tính là an nhàn hơn, có cái sự bao bọc hơn. Thế nhưng mà mình phải chịu được cái sự gò bó thì mới được cái sự an nhàn.
có nghĩa là cái tài năng của mình sẽ không được dùng hết đâu. Đó, như thế thì mình sẽ được hưởng cái sự an nhàn hơn. Tuần đó là cái sự bao bọc che chở cho mình này, tai qua nạn khỏi chính là cái bộ sao tuần này đó. Thì sau đây là mình xin hết cái lá số của bạn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.